Kính thưa mọi người, đây là anh em năm nay 42 tuổi, hiện tại là đang sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì ngày hôm qua anh có liên hệ với GoFood với cái mong muốn là tìm anh trai của anh đã mất liên lạc đã trên 10 năm nay, và cũng như là cái tình hình sức khỏe của má của anh ở quê thì không có được tốt. Thì má của anh cũng có dặn là tìm mọi cách để mà tìm kiếm cái thông tin của anh trai. Tên là Nguyễn Văn Đẩm. Năm nay thì anh Đẩm thì cũng khoảng 50 tuổi. Và đây là cái hình của anh Đẩm. Cái hình chụp là cũng gần 20 năm. Khi mà nhà có cái niềm vui đó là đám cưới trong gia đình, anh Đẩm là chụp chung với lại con trai của anh. Thời điểm này cũng gần 20 năm rồi, và đây là cái hình mà anh em đem lên để mà gửi cho GoFood và cũng như mọi người. Và thông qua cái clip ngày hôm nay đó thì mong mọi người có biết anh Đảm ở đâu, hay là anh Đảm có xem thì hãy liên hệ với lại gia đình. Cái điều mà mong muốn đó là của gia đình và đặc biệt là mẹ già ở quê là muốn gặp được anh Đảm và cũng như là biết về tình hình sức khỏe, cái cuộc sống anh như thế nào. Thì mong anh Đảm hãy liên hệ với lại gia đình. GoFood sẽ nhường lại cho anh em để mà anh em ảnh chia sẻ kỹ càng thêm về cái thông tin của anh Đẩm để mà sớm có được cái thông tin của anh. Anh em cho em hỏi là hiện tại là tình hình sức khỏe của má anh như thế nào? Dạ, má em giờ cũng đang bệnh, cũng yếu. Hôm nay má cũng 70 tuổi rồi. Bây giờ đang tìm anh hoài, không biết tìm ở đâu được. Bệnh là bệnh già hay là... Cũng bệnh già. Bệnh già vậy thôi ha. Hiện tại là ai chăm sóc cho bác ở dưới quê? Em Út. Em Út. Dạ. Mày cứ nhắc anh Đẩm hoài vậy đó. Cứ nhắc hoài, bên đây không biết tao chết có được gặp mặt không. Nhà mình là có mấy anh em? 6 anh em. 6 anh em. Rồi bây giờ chỉ có thiếu một người thôi. Một người đó là không biết liên lạc ở đâu. Anh Nguyễn Văn Đẩm. Dạ. Anh có thể là chia sẻ cho mọi người về cái khoảng thời gian, cái cột mốc mà anh Đẩm ảnh mất tích đó, hay là anh đi ra khỏi nhà hay là như thế nào đó, để cho mọi người biết. Dạ, cũng như là hồi trước anh cũng gia đình cũng nghèo, anh cũng có đi Long An ở Hoài Đức Huệ làm, thì có làm cho bà cô. Rồi gia đình nghèo quá, rồi ổng lúc nào không có gì à, thì cũng có cự cãi với bên vợ, thì nói là đi bằng luôn, chừng nào có tiền mới về quê nữa, còn không có tiền chắc chết xứ người luôn. Quê của mình là ở đâu? Dạ, ấp 8 xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang mà đi lên tới Long An để mà đi làm mướn gì đó ha. Rồi quê vợ là cũng ở dưới quê vợ thì bên Vị Thanh. Bên Vị Thanh. Rồi gia đình dắt díu nhau, vợ chồng con cái dắt. Chỉ con ơi, ảnh đi làm mướn rồi đem tiền về thôi, chứ còn vợ con thì ở nhà. Ở nhà làm dâu hả? Dạ không, ở bên nhà bên Vị Thanh. Nhà ruột của mẹ ruột bên Vị Thanh luôn, chứ không có làm dâu bên em. Vậy là anh Đẩm là anh ở rể. Dạ. Ở rể. Giờ mong ở đâu mà anh Đẩm anh biết được tin, anh điện về cho tụi em. Ba má đang đợi anh dữ lắm. Anh nói kỹ lên giùm em chút xíu, là có nghĩa là lý do như thế nào, là có nghĩa là anh mất tích hay là anh bỏ nhà anh đi? Dạ anh bỏ nhà đi chứ không mất tích. Anh nói đi, anh đi làm kiếm tiền, chừng nào có tiền anh mới về quê. Để về người ta khi dễ quá anh không có gì à. Dạ. Chứ không có là mất tích. Anh sẽ đi làm. Lúc đó em thì em đang bệnh, ổng về ổng có cho em 2 triệu. Ổng nói là ổng đi lên Long An để ổng làm thôi. Dạ lúc đó làm Long An rồi em bệnh ổng mới về. Rồi ổng cho em 2 triệu. Rồi ổng nói thôi mày lấy 2 triệu mày gắn chị bệnh đi, anh đi làm. Rồi em mới còn nói ổng thôi làm gì nữa, có vợ con rồi bỏ đi đâu. Ổng nói bệnh vợ tôi khi dễ quá mày ơi. À vậy đó, cái lý do đó thôi ha. À cái lý do đó thôi. Chứ mà trong trong cái hình chụp này thì cái bạn này là con của anh Đẩm thì cũng đã lớn rồi. Thí dụ như mới ở rể thì bỏ đi thì mình cũng không có nói con này con lớn rồi. Là ở lâu quá cái họ rồi. Không có cái sự nghiệp nên là họ mình có cái áp lực thôi. Ha. Dạ. Đi làm. Vậy đó cái mất tiêu. Ủa mà ảnh không liên hệ với lại bên anh em của ảnh luôn hả? Thí dụ như bây giờ ảnh giận ở bên vợ đi thì ảnh... Dạ tại giờ đó anh em cũng khổ chứ không có điện thoại đó anh. Chỉ có cái điện thoại bàn ở nhà thôi. Rồi đi thì ảnh có ghi cái số điện thoại bàn ở nhà. Thì ảnh đi trong khoảng 2 năm ảnh có điện.
anh nói đừng ở nhà đừng có lo, bây giờ anh đi làm rồi có việc làm rồi nhưng mà chưa có tiền, chừng nào có ổn định có tiền anh sẽ quay trở về à. Chính xác là anh đi năm nào anh có nhớ không? Dạ em không nhớ. Cách đây là 12 năm hả? Dạ khoảng 12 năm rồi anh. Là 2010. 2010, 2009 gì đó. Dạ 2010, 2010. Tại bây giờ là gần bước sang 2020 rồi. Thì mình dạ. Tính là 2010 đi ha. Khoảng 2010. Cái giai đoạn đó. Dạ. Rồi anh có nói là anh đi làm ở cơ sở nào, hay là ông chủ tên gì, hay là có đi với bạn bè gì không? Dạ ổng không có nói vụ đó. Ổng nói chắc anh đi làm ở đây không được thì anh đi Miên làm luôn. À. Ổng nói vậy thôi. Ổng nói nếu mà anh làm Việt Nam không được thì anh đi Miên làm luôn. Anh giá nào cũng phải làm kiếm tiền để anh về à. Chứ anh không có để nghèo cái gì nữa anh về à. Thật sự là ví dụ như mình đứng ở cái vị trí là đàn ông đi, thì tất nhiên là ai cũng muốn có một cái công việc ổn định. Dạ. Nó lo cho mình và cũng như lo cho vợ con. Ừ. Nhưng mà khi mà đi như vậy thì không có liên hệ với ai thì cũng gia đình cũng lo. Như bây giờ này, như bà già bà lo riết rồi bà bệnh hoạn ở mình dưới luôn. Dạ. Rồi đó ở nhà khổ lắm, đi bán bắp, bắp bơ, bơ gan bơ anh. Có chiếc xe Honda rồi chạy đi bán theo trường học rồi đó. À, nguyên gia đình mình đi bán vậy đó hả? Dạ không, gia đình ơn ảnh thôi, bán để nuôi vợ với hai đứa con. Mà sao rồi bên vợ cũng nói xử tệ với ổng quá. Ví dụ? Thì tại vì em thì cũng không có gần gũi bên ổng. Nhưng ổng nói... Ủa anh bây giờ cái mối quan hệ giữa nhà mình với lại bên vợ của ảnh thì còn quan hệ không? Dạ không. Từ giai đoạn anh đi tới giờ luôn hả? Từ quan hệ tới giờ chỉ cũng không có qua. Nhưng mà có hai đứa con thì qua thường. Nhưng còn chỉ thì nghe nói đã có chồng khác rồi. À từ cái giai đoạn anh đi là có chồng khác. Dạ. Rồi mấy đứa cháu thì nó vẫn qua tới lui. Bình thường, cứ qua với nội đồ bình thường. Bây giờ đi biết thì đi gắn đi tìm ba con. À. Vậy đó. Dạ, mà rồi nội rồi nó nói vậy thì má em chỉ khóc thôi chứ giờ biết đâu có biết nói gì giờ nó nội đâu có biết tìm ở đâu mà có. Cái lần đó là cái lần đầu tiên mà ảnh đi rồi ảnh mất tích luôn, hay là trước đó là nhiều lần ảnh cũng như là ảnh bị cái phần tâm lý ở bên vợ rồi các thứ không anh? Ảnh có bị suy sụp ở những giai đoạn đầu rồi không? Dạ có đi làm rồi cũng có đem tiền về. Cái lần cuối cùng ổng về là ổng cho vợ ổng 8 triệu, ông kêu vợ ông sửa nhà lại rồi gán ở luôn ở nhà đi, ổng đi làm chứ ở đây ổng chịu không nổi, ổng nói vậy đó. Ủa mà sao gia đình không khuyên đi về bên mình ở, hay là đi ra riêng đi mướn nhà trọ hay gì, nó dễ ở rẻ như vậy? Dạ tại vì bên em nó cũng nghèo không có cái điều kiện, nói chung nó cũng khổ, lúc đó gia đình nó cũng khổ. Dạ. Cũng không ở quê cũng không có đất cát gì, cũng sung sống cũng khổ lắm, nói chung là lúc đó cũng khổ lắm anh. Rồi gia đình bên vợ ảnh là cũng khó khăn. Thì cũng đỡ hơn bên em chút. Đỡ hơn. Nói chung là cũng đỡ hơn bên em chút. Nhưng mà bị cái áp lực như vậy đó. Dạ. Không hiền lắm. Nhắc được ổng thì ai cũng khóc hết trơn rồi, biết sao mà tìm ổng. Ở trong cái hình anh Nguyễn Nhân Đỏm là hồi nãy là cô Hút nhìn là tưởng là hai anh em sinh đôi, nhưng mà sinh cách nhau rất là xa. Dạ. Nhìn y chang. Giờ mong sao mà được anh được nghe tin này, anh điện về cho anh em với anh ai. Anh có thể là chia sẻ chút xíu về cái những cái đặc điểm của anh Đỏm, ví dụ như là chiều cao, hoặc là anh có cái thẹo, hay là có cái hình xăm, hay là có cái dạ, gì không? Ảnh không có xăm, không có gì trên. Điểm là cao khoảng 1m65, là hiền, tánh hiền, ít nói chuyện lắm. Là cao cũng khoảng anh không? Dạ cũng khoảng cỡ em vậy đó. Dạ. Cũng 1m65, 1m66 mà hiền, ít nói chuyện. Nói chung là hiền khô hiền luôn khô hả? Khô luôn, không có nói chuyện gì với ai. Tối ai ngày đi gì? Tối ngày đi mằn mẫm vậy thôi á. Dạ ai nói gì không có hơn thua với anh em, lần nào kêu gì làm nói cười ai hề. Không biết tự cãi, không có mít lòng với ai, bà con với ai chứ. Là có hai đứa con, có chung. Dạ với... có hai đứa con. Có kể là ảnh trong 2 năm ảnh gọi điện về là sao em chưa biết? Dạ có điện về ạ. Điện về thì nói với ba em, gặp ba em một lần. Thì nói ba đừng có lo, con đi làm rồi, có việc làm rồi. Nhưng mà cũng còn khổ lắm. Con chưa có tiền, có tiền con sẽ về, đừng ở nhà đừng có lo cho con. Là trong 2 năm đầu á? Dạ. Rồi thì điện là cái số đó, thì hỏi số người đó thì người ta nói là điện thoại công cộng. Dạ. Dạ ổng mới điện rồi ổng đi rồi. À, ngày xưa có vụ là ví dụ như ai mà có điều kiện chút xíu cái họ câu điện thoại, cái mình dạ. Vô mình điện nhờ cái mình trả dạ. Tiền đó. Dạ đúng rồi, điện thoại công cộng đó. Dạ. Chứ hồi đó thì tụi em đâu có ai có điện thoại di động, đâu có ai có đâu. Anh có thông tin gì của anh Đỏm nữa không? Còn thông tin gì nữa không? Dạ không đó. Nhưng mà cái cơ sở gia đình mình nghi là ảnh đi qua Campuchia ha. Campuchia. Dạ.
em nghĩ là chắc ông sẽ đi qua Campuchia. Ông nói là đó ông sẽ đi Campuchia, tại vì đó ông mà mướn ta là cũng ở Đức Hòa, Đức Huệ đó, gần, ông nói gần Campuchia đó. Theo như cái lời nói của anh đó, thì theo em nghĩ nha, thì ảnh cũng như vậy đó, ảnh cũng nhất trí là ảnh sẽ không liên hệ với ai. Dạ. Anh sẽ đi làm chừng nào cảm thấy là ảnh có điều kiện có rồi ảnh mới về. Dạ. Nhưng mà mong anh đỡ mình hãy gọi điện cho dạ. Anh không cho gia đình thì anh cũng phải cho biết. Đúng rồi, biết ở đâu dạ. Chị thôi là người ta cũng đỡ lo rồi. Dạ. Chứ giờ má bệnh nhiều lắm anh hai ơi, anh có nghe tin này anh điện gì cho má với cho tụi em nghe anh hai. Em còn, cho số điện thoại. Còn ba thì sao? Ba cũng lớn tuổi rồi, ba dạ. Cũng bệnh. Nhưng mà đỡ hơn má. Má cũng mới nhập viện về để cách đây cũng phải 10 ngày. Cái hình này hình của ảnh luôn hả? Dạ, hình của ảnh. Hình này hình hơi khác chút xíu, ảnh hơi tròn nha mọi người. Dạ, hơi mập hơn đó. Chút đó. Hơi tròn chút xíu nha đó. Sau khi mà biết anh đỡ anh đi như vậy thì gia đình bên vợ anh thì sao, anh có phản ứng gì không? Thì vợ anh cũng có qua bên gia đình em một vài lần. Thì em thì lúc đó em cũng đi làm mà em cũng không ở nhà. Rồi từ từ thì cũng lạc thì cũng không có qua luôn. Mình có đi trình báo chính quyền được không các thứ không? Mình có đi... Dạ không, chỉ tự ra tòa. Nghe nói là chỉ tự ra tòa. Tại vì mời anh hai mấy lần rồi chấm mặt nó không biết ở đâu là chị tự ra tòa để ly dị luôn. Dạ. Theo em đoán là có nghĩa là ngoài bên vợ ra thì vợ chồng nó cũng không có được ấm êm hay sao hay như thế nào ha. Tại vì đó em cũng không có gần gũi á. Nhưng mà anh nói thì chỉ thì được, nhưng mà có ông và vợ. Thì vợ quần nghiết vậy đó hả? À, rồi cũng như nói cuộc sống mình có chồng mày vậy đồ, tiền bạc không ấy đâu, rồi cũng nản. Nó cho mấy nhỏ nghỉ học nữa. Rồi ba em mới qua bển mướn nhà trọ cho hai con anh đi học nữa. Ủa ngày xưa là hai người quen nhau hả? Hai vợ chồng quen nhau. Hồi đó anh hai em khổ lắm rồi đó, anh hai em cũng đi từ bên em đi qua bển nuôi cá giống mướn người ta đó. Là ông chủ nuôi cá giống mướn thì gần nhà của chị này, thì hai người quen nhau rồi cũng có đám cưới đám đồ đàng hoàng. Rồi bên đây thì khổ, bên em nói chung cái nhà trong vườn. Rồi mất ông mới về bên ảnh thì ông bà vợ có cho cái nền nhà để cất ở. Rồi thời gian rồi sau đó thì em thì cũng không gặp nữa. Đó, thì trong câu chuyện này thì mình cũng không có chia sẻ cho mọi người nhiều, thì đại khái là mọi người cũng nghe anh em ảnh chia sẻ thì mọi người cũng hiểu cái câu chuyện rồi, nó cũng đơn giản thôi về cái việc mà tìm người thân thôi, nó không có nhiều chi tiết. Nhưng mà chủ yếu là mỗi cái câu chuyện mà cô Phút chia sẻ ra đó thì nó sẽ có những cái bài học và cũng như có những cái kinh nghiệm để cho mọi người có thể là có cái cuộc sống nó tốt hơn, thì rút ra những bài học rồi đó. Ví dụ như trong trường hợp của anh Đỏm này thì khi mà bị áp lực của gia đình bên vợ như vậy thì mình nên là làm cách nào để cho nó cân đối giữa hai bên để tránh cái việc mà mình bị áp lực, thì mong mọi người góp ý giùm. Chắc là em nghĩ là nếu mà mọi người góp ý là mọi người nói sẽ nói là chắc chia tay. Tại vì áp lực quá mà. Ông không có nói vụ mà chia tay, ông thương ông. Vợ, ông thương vợ thì con lắm anh. Ý em nói là ví dụ mà, ví dụ em đăng lên này nè, nhiều người người ta nói nó khó quá thì thôi chia tay thôi. Ví dụ người ta nói vậy thôi. Thì giờ bên bển thì là bên chị là đã ly dị rồi đó. Bên chị thì đã ly dị rồi. Mình đi những cái nơi nào để mình tìm kiếm ảnh trong 12 năm qua? Tụi em thì nó cũng khổ, không có biết đi đâu đi kiếm, thì cũng vòng vòng những người bạn của ổng rồi đó, đi làm đâu đó anh. Thì cũng đi tìm, đi hỏi mấy người đó, thì mấy người đó nó không có đi chung. Chỉ vậy thôi chứ em cũng không có đi tìm. Còn bây giờ cuộc sống của gia đình mình như thế nào anh? Dạ, giờ nói chung là cũng đỡ hơn hồi lúc trước nhiều lắm rồi.
Nghĩa là ai cũng có gia đình cũng thì lớn rồi, đi làm, tự đi làm cũng có tiền mấy rồi anh em thì cũng như là hùng nhau mỗi tháng thì cho ba mẹ vậy đó ha. dạ. Mà Cuộc sống ba mẹ thì giờ nói chung là cũng khỏe rồi. vẫn ở cái địa chỉ cũ luôn. Dạ, dẫn đi địa chỉ cũ Dạ. là ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Anh thì anh lên trên đây lập nghiệp. Dạ, em thì em lên đây em cũng chạy xe trên này rồi cũng lên xuống về nhà, lên xuống vậy thôi. Dạ. Dạ. Hồi nãy em cũng có nói rồi thì đại khái là cái câu chuyện thì mọi người cũng hiểu rồi. Thì thôi thì để mà kết thúc clip ở đây đó thì anh em có lời nào nói với lại anh của mình không? Để mà anh có liên hệ với lại gia đình để mà ba má đỡ lo. Dạ vậy em cuối cùng là nó chỉ nói anh hai, nếu mà anh hai biết được cái là em lên làm tốt này á thì anh hai điện về cho em hay là cho chị gái hay là cho ba, để cho ba được khỏi lo, ba má khỏi lo để biết anh còn sống, được tìm anh hai ơi. Chứ giờ má cũng bệnh nhiều lắm, giờ má lúc nào cũng nhắc đến anh ở trên, với mấy hai đứa con anh qua là má cứ khóc hoài, qua gặp hai đứa con là má cứ khóc, cứ nhớ anh không à. Bây giờ anh phải về gặp má để không có cơ hội đi gặp má nữa đó, má cũng yếu lắm rồi anh hai. Dạ. Thôi em xin phép được kết thúc clip ở đây ha. Thì cái số điện thoại của gia đình thì em sẽ giữ đây. Nếu mà có thông tin gì thì em sẽ chuyển lại lại liền nha anh em. Dạ. Dạ. Thôi chúc cho hai bác được nhiều sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn anh. Anh đợi Dạ. em cái nha. Thì Em xin phép được em xin phép được em tặng cho anh cái đồng 2 đô này ha. Gửi đến cái sự may mắn thì ở đây là cái không phải là tiền của em, đây là của anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ. Anh có dặn là cứ thay ảnh gửi đến cho những cái người mà trông chờ những cái cơ hội hay là những cái hoàn cảnh khó khăn để có sự may mắn giống như ảnh nha. À, Em cũng em cảm ơn anh, em dạ cũng hy vọng sẽ gặp lại anh dạ hai coi em. như là cái kỷ niệm giữa gia đình với lại ở trên kênh GoFood với lại tất cả mọi người nha anh. Dạ, dạ em cảm ơn. Có thông tin gì em sẽ gọi điện cho anh nha. Dạ, Dạ. dạ em cảm ơn anh. GoFood xin phép được cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Xin mọi người hãy góp ý ở cái phần bình luận và cũng như là xin chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. GoFood xin phép được chào và hẹn lại mọi người ở cái clip sau.